Em Vũ xin chào bà con đưa bản số trên YouTube nha. Hôm nay gã máy của anh Pha Cộng, cái chiếc của anh Pha Cộng bán sạch sành sanh hết trơn, giờ còn cục máy đồ đẹp, ốc tán đẹp gì nè. Bà con có thấy là chiếc xe nào mà ốc tán nó đẹp gì chưa? Cái lá cờ qua lăng lưới điện còn ha. Cho em gã, nếu mà thắng thì mới mốt mua xe về gã, tại xe bản số bình thường đây. 67 giờ 2 chục hú mình ha. 18388 em bán sườn lốc giấy rồi, anh ta bây giờ em phải gỡ nè. 18388 xe mình là giấy tờ hợp lại bình thường nè, nhớ giữ giấy sườn lốc giấy, giữ cái đó quan trọng nha. Rồi ốc đầu bò đẹp vậy nè, máy móc mình là nguyên zin, chạy máy bích chạy gắt lem, bữa đó có video test máy chạy gắt lem nổ sạch đó. Những cái con ốc này nè còn mới ché vậy luôn nè cô bác ha. Ốc đầu bò nè, thì em sẽ bán lẻ cho bà con. Nó combo đầu lòng và qua lăng lửa điện. Bây giờ với ốc máy nè, đẹp hay nóng lạnh luôn nè. Trời ơi, trời, ốc máy nó vàng nè. Anh em lên xe cọp mà 40-50 triệu cũng vừa cái tầm cái ốc máy này rồi nữa. Gỡ ra từ con một ha. Nói chung là em sell từ con một cho bà con không giấu luôn. Rồi lấy cái lóc giữa lại nha. Đó. Cái giò đạp này 150. Đó. Có giò đạp. Không lấy con ốc nha, ốc bán chung bọc máy này, cái giò đạp 150, giò đạp của tháo xe đây. Nè. Thùng zin. Khoe này ngoài còn dính đất hay vậy? Trời ơi dính đất. Coi điện thoại kìa ơi. Seagin bán 150, đưa cái bút lông đây, đi 150 vô. Đó. Rồi à. Đi xe máy này hả? Ừ. Bán hết rồi. Nè, đi sườn bán 700 bán rồi. Đẹp pin. Đi sườn có cũng đợi dính luôn đó. Trời ơi trời, cái dàn ốc máy nè. Nào giờ mới thấy. Nó ghiên nè, con nó ghiên nè, con ghiên ngày xưa con xanh vàng. Đây rồi, rồi còn dính đất ha, rất là đẹp. Rồi bán lẻ cho bà con cái coi xăng với hai con ốc. Coi xăng với hai con ốc vàng cháy với cái bát này vàng cháy. Đó, em bán 150. Đó, dễ xài ha. Mình bán hai con ốc này nè, dàn cháy nè. Đó, với cái coi xăng với cái miếng fit nè, cái miếng thiết nè, dàn cháy này, cái coi xăng 150. Bán dễ xài lắm. Bây giờ cái đầu lòng ít tăng đa. Không có bán ốc đầu bò nha. Nè chấm son còn nè, ốc đầu bò đẹp vậy nè. Đầu bò nè, đẹp chưa không? Ngon zin nè. À, con xe này chưa thay bánh xe lồng của đó test, người ta còn sệt nó xè nồi thì nó đó, con ghim con xanh vàng nè, con ghim nè ốc nè, ốc cánh bướm nè, ghim nè, thấy không, ốc cánh bướm mới chát nè đó, HVN. Giờ cái đầu lồng ít tăng đa, đầu lồng ít tăng đa thì đầu lòng ít tăng đa này bán cho bà con nhanh gọn lẹ luôn, bán là nói chung là nhanh gọn lẹ. Nếu mà em thắng thì em sẽ mua về em bán nữa. Đầu và lòng, đầu lòng sẽ có cam cò xúc bắp đầy đủ, bích tông bạc đầy đủ cho anh em ha, không có xin cam và thằng lằn. Đầu lòng ít tăng đa thì máy đẹp luôn thì em bán 2.8 triệu đó, rất dễ xài ha, có cọc mới có ship nha đó. Đầu nãy giờ còn quay phim nó, đầu lòng đẹp về đây, nước nhôm đẹp, đầu lòng ở dưới này nó thấy gớm mà nghe. Hai triệu tám nghe. Mười ly 150
Cái nào nữa trời. Có bình không? Cái qua lăng mới chắc này nè. Bình 7 bình 3 hay gì hả? Bình nguyên nít luôn. Không có, bình ắc quy không có chứ. Thôi về nhà chắc mua. Dạ bình ắc quy không có. Nè mới chắc nè, để nửa gã ra. Lấy thêm bộ của chờ đồ vô á. Đồ mới á. Trăm lẻ tám mắt á. Nè cái cốt nhông xích tải dàn khè luôn nè. Cái cốt có giò đạp chứ. Không có giò đạp dàn khè luôn. Lấy dòng 34 đi. 34 là nó 34 thì lấy thêm 2 mắt lẻ rồi. 2 mắt lẻ không cạo ra. Xài dễ 34 cho nó nhẹ chút. Chị đưa 33 thì ấy. Em bỏ vô cái củ đời này có chạm có thay than nha bà con ha. Củ đời Mitsuba có chạm có thay than. Đó, cái vỏ là đẹp nè, bán 3 xị. Bộ nồi này để nữa gỡ ra đi rồi báo giá. Nhớ cặp lóc chày. Ốc ốc mái đẹp. Ốc mái bán ốc mái cho bà con nè, ốc mái sẽ là những cái ốc này đây, ốc dằn khè đây nè, ốc này nè ha. Ốc mái là sẽ có con này. Này 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 này. Ha. Này. 4 ốc đầu bò, 4 lòng đền. Đĩa 34 là này, này, này. Này. Đó, ốc máy là có bao nhiêu nghe bà con ha. Đó, ốc máy là có bao nhiêu em bán cho bà con cô bác là lấy cái sổ. Như, lấy cái sổ ghi lại cái giá này nè. Đó, ốc máy nhớ nghe bà con ha, không có ba cái nóc này nghe, nóc nồi với cái ốc qua da này không có nghe, ốc qua da này người ta bán chung cặp lóc à. Đó. Cái bộ ốc máy này có mấy con mà dàn khè, nó sẽ có 2 con ốc cu đề luôn. 2 con ốc bắt cu đề luôn. 4 ốc bò đẹp luôn. Này nè. Bán rồi. Cái ốc máy này bán bà con là quá trời đẹp. Cái giờ ốc máy có mấy con bán 400 ngàn. Ghi vô ốc máy ốc đầu bò 400 ngàn. Rồi tiếp theo cô bác ha. Dên lóc giữa này em gã ra em coi nó cọp hay không em mới biết. Còn bây giờ nhiêu đây mình bán nhiêu đây đi. Đó. Và cặp lóc với cái măng cá có chạy gì nè ha. Nó sơn si ghiên đẹp. Đó, lóc măng cá sơn si ghiên đẹp này nha, cô bác nhìn ha. Trời ơi, trời cái dàn ốc 400 này xứng đáng đồng tiền luôn. Có mấy con mà 400 ngàn bán mắc dữ ha. Nhưng mà xứng đáng đồng tiền luôn. Còn cái bách bưng lòng ghi vô. Cái bách bưng lòng anh pha cộng. Đó, hai bên còn đẹp. Bách bưng lòng này 150 nha bà con ha. Bách bưng lòng 150. Đó. Lóc măng cá nè có chày nè. Nè, lóc măng cá có chày nhưng mà nước sơn đẹp nè. Mấy cái này thì dính gì đâu á. Nè. Này dính nhớt nè, là mặt tiền đẹp nè. Nồi nào tiền đẹp nè, chỗ này thì chày. Không, đang tháo ra đó. Qua lăng lửa đẹp lắm, đây nữa em tháo ra em báo ha, thì nhiêu đó thì báo nhiêu quá cô bác coi coi ai đã mua được gì được mua rồi trước mắt như vậy đó ha. Mình sẽ hẹn là clip sau là mình sẽ bán nguyên cục máy giữa, tức là mình để cái máy giữa không chẻ, máy giữa trên lóc giữa mình để không chẻ cho anh em ta vô, rồi mình lấy lóc số lại rồi, phải không? Lóc số mình để cái lóc giữa chưa chẻ nào, đặng mình lấy cái lóc giữa và cái bộ nồi mình đi chung, mình bán chung tại xe này nồi cọp chạy giọt phần, mình chết mẹ bán cái lóc bán mấy cái ốc này rồi gỡ ra rồi, đúng rồi, nhưng mình để bộ nồi, coi ngày mai tính đi, bây giờ gã trước đầu lòng đi rồi tính sao ha. Nó gã trước đầu lòng bán trước đi rồi, tại vì ốc máy nè, ốc máy 400, củ đời có chạm nè, củ đời xài bình thường có chạm 300. Đó, rồi coi sang này 150, cái bách bưng lòng 150. Đó, còn nữa tháo qua lăng lửa điện ra rồi báo đẹp xấu đâu biết, người ta gì ta mua cắm điếc sao được. Còn cái máy giữa của mình là chắc nịch rồi, bây giờ mình để dên lóc giữa bộ nồi mình bán. Nó cái bộ số nữa nè, nhìn nữa mình bán. Ừ, cái đó clip sau hai bà con ha. Rồi, xin chào bà con nha.